phần 17. Thiệu tưởng tổng thống Hoa Kỳ cũng cai trị nước Mỹ như ông cai trị nước Việt Nam vậy. Tổng thống Hoa Kỳ là một vị lãnh tụ tối cao mặc dù được dân bầu chứ không phải nhận lãnh thiên mệnh. Ông ta cũng vẫn phải chịu trách nhiệm cho mọi cam kết của mình. Thiệu có biết tới sự phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ. Thế nhưng, như phần lớn người Việt Nam, Thiệu không hiểu rõ trên thực tế, hệ thống dân chủ phức tạp đó làm việc ra sao? Ông tiếp tục trông cậy vào Nixon như một vị tư lệnh tối cao, không có gì ràng buộc cả. Ngày 20 tháng Giêng, Nixon gửi tối hậu thư cho Thiệu, bắt trả lời trước 12 giờ trưa ngày 21 tháng Giêng, giờ Washington. Trong thư, Nixon nói sẽ gặp các nhà lãnh đạo quốc hội Hoa Kỳ vào tối ngày 21 tháng Giêng để trình bày đường lối hành động nếu ông Thiệu không trả lời đúng giờ đã ấn định, Nixon sẽ ra lệnh cho Kissinger đơn phương phê chuẩn bản thỏa hiệp. Trong trường hợp đó, dù ông Thiệu có theo sau, vấn đề viện trợ cũng sẽ bị giảm bớt nhiều. Cũng như lần trước, lá thư lại mang tính chất vừa dọa dẫm vừa hứa hẹn. Lần này Bạch Ốc đã vận động hai nghị sĩ, Barry Goldwater and John stanis từ lâu vẫn ủng hộ Việt Nam công khai dọa cắt viện trợ nếu Sài Gòn không chịu đi theo đường lối Nixon. Trong những phiếu trình cho thiệu, Hưng đã liệt nghị sĩ Goldwater vào hàng ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất. Hưng đã nói với ông Thiệu là chính anh đã giúp Warren Nader cố vấn cho Goldwater về chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam từ cuộc tranh cử Tổng thống 1963. Nixon nghĩ rằng mang tên Goldwater trong lá thư gửi Thiệu sẽ làm cho Thiệu hiểu rằng cả những người ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất cũng đã quay lưng đi rồi. Cuối cùng, ông Thiệu chịu nhượng bộ. Ngày 21 tháng Giêng, ông gọi cho đại sứ Bân Cơ và nói Tôi đã làm hết mình, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho xứ sở tôi. Nixon trong tập ký có ca ngợi lòng can đảm của ông như sau. Mặc dù hành động của ông ta đã gây nhiều điều khó khăn nhưng tôi phải ngưỡng mộ tinh thần của ông ta Tuy Nixon đã lỡ dịp công bố mở đầu nhiệm kỳ 2 của ông vào ngày 20 tháng Giêng 73 bằng hòa bình nhưng kết liễu cuộc chiến Việt Nam cũng gần kề Ông có thể thu xếp xong chiến tranh Việt Nam và trong nhiệm kỳ 2 chú trọng vào việc băng giao với Trung Cộng Ông có thể xây dựng hòa bình thực sự ở Trung Đông ưu tiên chính sách ngoại giao Nixon sẽ đặt trọng tâm vào giai đoạn 2 của hội đàm tài giảm vũ khí hạt nhân, hỗ tương giảm quân tại Trung Âu và chú trọng vào hội nghị an ninh Âu Châu. Những chia rẽ nội bộ và xích mích về vấn đề Việt Nam sẽ qua đi, lúc đó chưa có dấu hiệu gì về vụ Watergate cả. Ngày 22 tháng Giêng, Nixon viết cho Thiệu khen ngợi với lòng can đảm và kiên trì, Ngài đã bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc theo đuổi mục tiêu duy trì tự do và độc lập, mọi việc đều êm đẹp cả. Nixon cho biết sẽ thông báo cho Quốc hội biết về lập trường của Việt Nam Cộng hòa và hứa sẽ gửi thư cam kết trên giấy tờ như Thiệu yêu cầu. Nixon tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chấp nhận quan điểm của ông Thiệu về việc quân Bắc Việt ở lại miền Nam là không hợp pháp. Nixon sẽ lên đài truyền hình ngày 23 khẳng định sự đoàn kết thiết yếu giữa Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ và tuyên bố về việc ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm sẽ đích thân tham dự vào giai đoạn chót của cuộc hòa đàm. Thật ra, ông Lắm chẳng bao giờ được tham khảo gì cả, ngoại trừ những chi tiết kỹ thuật. Lời giao đó tuy khôi hài, nhưng bề ngoài vẫn quan trọng cho việc Nixon tuyên bố có hòa bình trong danh dự. Nixon chỉ thị thêm rằng Kissinger sẽ hội ý tham khảo chặt chẽ với Lắm ở Paris trong bầu trời xám ngắt lạnh lẽo và mưa sụt sùi của buổi chiều ngày thứ ba, 23 tháng Giêng, hồi 12 giờ 45, Kissinger và Lê Đức Thọ phê chuẩn Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, khách sạn Majestic. Hai bên rằng co về số trang và so sánh bản văn, rồi phê chuẩn vào 36 chỗ trong bản thỏa hiệp và phụ bản. Kissinger ký bằng hai chữ Hoa Kỳ nối liền, và Lê Đức Thọ ký võn vẹn Thọ. Kissinger dùng một số bút mực và tặng cho bộ tham mưu của ông mỗi người một cái. Thọ đưa bút của mình cho Kissinger để nhắc Hoa Kỳ về việc thi hành nghiêm chỉnh bản hiệp định này. Cả Kissinger và Lê Đức Thọ đứng ra đọc bài diễn văn có tính cách hòa giải. Chiến tranh đã chính thức chấm dứt. Trong lần họp cuối, Lê Đức Thọ có nêu vấn đề Mỹ tái thiết Việt Nam, nhưng Kissinger nhấn mạnh rằng Vấn đề đó còn tùy thuộc vào sự tôn trọng Hiệp định và phải được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận. Lê Đức Thọ nói với Kissinger là phi cơ Mỹ có thể bay ra Hà Nội để nhận lãnh tù binh. Ngày ký kết chính thức bản Hiệp định, 27 tháng Giêng, là lúc cả hai bên tranh thế lợi điểm khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Không ai tin là có hòa bình thực sự cả, chỉ là ngưng bắn tạm thời và bắt đầu đi vào giai đoạn tranh đấu mới như Kissinger giải thích cho phóng viên Sartre trước lúc ký kết, nếu muốn có một bản thỏa hiệp minh bạch và khít khao, thì ta phải chiến đấu thêm một hay hai năm nữa. Ta cần nhẫn nại, khoan ngoan và rộng lượng. Tất cả những thứ đó không phải là có sẵn. Một nhân viên trong phái đoàn Bắc Việt ở Paris tuyên bố, chúng tôi sẽ tôn trọng bản thỏa hiệp, nhưng khác với năm 1954, lần này chúng tôi sẽ ở lại miền Nam Việt Nam. Đối với những người Việt miền Nam, 4 năm trời chiến đấu từ 69 đến 73 chẳng được đền bù gì cả. Nếu căn cứ vào kết quả cuối cùng của cuộc thương thuyết này, bản hiệp định Paris trên căn bản đã khôn khéo chứa đựng những điều khoản giống hệt bản đề nghị của Bắc Việt từ tháng 5 năm 69. Thế nhưng quan điểm của tòa Bạch ốc được quảng bá ra là cuộc thương thuyết trường kỳ này đã làm cho Việt Nam Cộng hòa vững mạnh hơn thiệu có đủ thời gian để huy động sự ủng hộ của dân chúng miền nam và củng cố địa vị của mình không có áp lực của hoa kỳ về mặt quân sự việt nam cộng hòa chiếm lợi điểm tình báo mỹ báo cáo rằng khi ngừng chiến cộng sản không là một đe dọa lớn cho việt nam cộng hòa và không ở vị thế chiếm nhiều đất đai đó là điểm rất đáng chú ý trước và sau khi ngừng chiến đa số người việt lại cho rằng ngừng chiến chỉ có nghĩa là bước sang giai đoạn mới của cuộc chiến tranh khủng bố và xâm nhập chính trị. Đối với ông Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bản thỏa hiệp thực sự không phải là việc ký kết với Cộng sản, nhưng chính là những cam kết riêng của Nixon đối với Việt Nam Cộng Hòa. Khác với lần chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, khi Hoa Kỳ còn để lại 60.000 quân đóng tại vùng phi quân sự. Còn ở đây, Việt Nam phải trông cậy vào chính mình những cuộc tiếp liệu ồ ạt của mỹ cho sài gòn trong chương trình in hand và in hand plus chỉ là phô diễn có mục đích chính trị chứ không có ảnh hưởng quân sự thực sự vì phần lớn đều là quân dụng cũ và cần được thay thế những quân dụng đó được chuyển giao để sau này được đổi mới mà không vi phạm thỏa hiệp ngưng chiến tuy thế hành động này cũng làm cho dân chúng có cảm tưởng là Việt Nam Cộng hòa không cần viện trợ thêm nữa. Ông Thiệu nhận thấy vấn đề đó như một khuyến khích để ký bản hiệp định. Kissinger nói với đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Paris: "Chúng tôi đã viện trợ cho các ông cả tỷ đô la vũ khí, một là các ông ký, hai là chúng tôi phải cắt viện trợ." Ông Thiệu cho rằng chương trình in-hand và in-hand plus chỉ làm cho Việt Nam Cộng hòa lệ thuộc thêm vào Hoa Kỳ bởi vì phần lớn các quân dụng chuyển giao phải cần yểm trợ bảo trì mới sử dụng được. Thí dụ như phi cơ F-5A và C-123 cũ kỹ và bất khiến dụng. Để nó đấy, để sau này được thay thế một đổi một sau khi ngưng chiến. Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục yểm trợ cơ phận và ngân sách bảo trì, thì chương trình In Hand and In Hand Plus không hơn gì một cử chỉ rỗng tích tướng John Murray, đứng đầu cơ quan đao, coi hai chương trình trên như một sự trá hình. Tất cả quân dụng chuyển giao đáng giá 750 triệu đô la chỉ là để bù cho quân dụng tổn thất trong vụ tổng tấn công mùa xuân 1972 và để tính thêm vào sổ sách cho việc một đổi một thời hậu chiến. Murray kể lại, ai cũng lầm tưởng về vụ chuyển giao quân dụng cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa thật ra đó chỉ là những quân dụng đã hư hỏng hoặc là cũ kỹ lỗi thời phần lớn là đồ thẳng dư đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều trong khi quân dụng chuyển giao tràn ngập hệ thống tiếp liệu quân lực việt nam cộng hòa những quân dụng đó phần lớn là những loại cần có thêm bộ phận này bộ phận kia sửa sang lại thì mới đem ra sử dụng được nhưng các bộ phận cần thiết thì đã xài hết trong trận giặc rồi những phụ tùng thiết yếu đều mất mát và về sau, những đơn tôi xin tiếp liệu các đồ phụ tùng cho Việt Nam Cộng Hòa đều bị ngũ giác đài từ chối. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải khư khư ôm lấy những quân dụng bất khiến dụng ấy như của nợ. Trong những lá thư gửi thiệu và những cố vấn thân cận của ông, Nixon nhấn mạnh về điểm Hiệp định Paris sẽ được cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cùng chấp hành. Đó mới là bản Hiệp định Paris thực sự. Trong thâm tâm, Ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm cho hòa bình tại Việt Nam một cách hết sức vững vàng. Thế nhưng, bề ngoài, Kissinger tiếp tục nhấn mạnh vấn đề là phải thiết lập một bộ phận kiểm soát quốc tế để lo việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris. Ông lại còn vận động để có một hội nghị gồm 12 quốc gia triệu tập ở Paris sau khi ngưng chiến để bảo đảm việc chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình ở Việt Nam. Hội nghị kết thúc ngày 2 tháng 3, 1973 bằng một văn kiện có chữ ký của tất cả các quốc gia tham dự, kể cả Nga Xô, Trung Cộng, Pháp, Anh và Hoa Kỳ. Tất cả những trò đó chỉ là đóng kịch. Thực ra, cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam Cộng Hòa đều biết rằng cả Ủy ban Quốc tế kiểm soát đình chiến lẫn Hội nghị Quốc tế giám sát đình chiến đều sẽ chẳng làm được gì để duy trì hòa bình cả. Trên thực tế chỉ có Hoa Kỳ mới làm được việc đó thôi. Trong lá thư gửi thiệu ngày 14 tháng 11 72, Nixon xác nhận dù sao đi nữa thì ta cũng phải nhận rằng vấn đề giám sát không quan trọng bằng sự nhất quyết của chúng ta thi hành bán thỏa hiệp cho kỳ được và nhất là cảnh giác của chúng ta về những vi phạm. Bên phía Hoa Kỳ, từ Nixon xuống Kissinger, đại sứ Bunker và các giới chức ai nấy đều cam kết về phía Việt Nam rằng điều quan trọng không phải là những gì chúng tôi đã ký kết nhưng là phản ứng của chúng tôi nếu Bắc Việt tái gây hấn ở miền Nam. Thiệu tin Hoa Kỳ đã tự lĩnh nhận trọng trách và ký riêng với Việt Nam Cộng Hòa một mật ước, theo đó chính Hoa Kỳ sẽ làm giám sát viên cuối cùng của cuộc đình chiến này vậy. Sen Clemente và Watergate. Phó Tổng thống Agnew tới viếng Sài Gòn ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris như Nixon đã hứa. Nhưng ông ta chỉ cam kết một phần những lời hứa hẹn của Nixon mà thôi. Nhắc lại rằng trong lá thư gửi thiệu ngày 17 tháng Giêng 73, Nixon nói sẽ gửi Phó Tổng thống Agnew sang Sài Gòn để công khai hóa những cam kết của Hoa Kỳ gồm 3 điều. Một là Hoa Kỳ công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất hợp pháp tại miền Nam Việt Nam Hai, Hoa Kỳ không chấp nhận bất cứ một quân đội ngoại quốc nào ở lại miền Nam Việt Nam Và điều thứ ba, quan trọng hơn hết Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu có vi phạm đình chiến Ngoài ra Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam, Cộng Hòa Khi đến phi trường Tân Sơn Nhất ngày 30 tháng Giêng 73 Agnew nhắc lại việc Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã cẩn thận tránh nói đến phản ứng của Hoa Kỳ một khi Bắc Việt tiếp tục gây hấn. Agnew ba hoa về những cam kết tổng quát của Hoa Kỳ và hết lòng tán dương thiệu. Nhưng cả ngoài công khai lẫn trong những buổi họp riêng đã không đả động đến mối quan tâm hay phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc tái gây hấn của Bắc Việt. Agnew chỉ nói đến những điểm đã được Kissinger và bộ tham mưu soạn sẵn để tránh tuyên bố công khai về việc tái dội bom trong trường hợp Bắc Việt vi phạm đình chiến. Trên thực tế, chỉ trong một tuần lễ sau ngày đình chiến, Bắc Việt đã trắng trợn vi phạm bằng cách đưa quân và tiếp liệu vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Không ảnh và điện tín khẩn của đệ thất không đoàn của tướng Jan Vod đã tới tấp gửi về Washington từ căn cứ Thái Lan. Thiệu kể lại. Khi Agnew tới, ông ta chỉ nói đến hai điều cam kết đầu và không đả động đến điều ba là điều quan trọng nhất. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ từ lúc đó. Thiệu muốn gặp Nixon ngay để buộc ông này phải công bố những bảo đảm của Hoa Kỳ như đã hứa trong những bức mật thư gửi cho ông. Thiệu biết phải tìm cách huy động sự ủng hộ của Hoa Kỳ sau khi bản hiệp định đã được ký kết. John Necroponte, Cố vấn của Kissinger về vấn đề Việt Nam, Tháp Tùng Egnu qua Sài Gòn trong một buổi họp, Necroponte kéo nhã ra ngoài nói nhỏ: "Tôi lấy làm tiếc về những điều xảy ra mấy tháng trước đây. Chúng tôi không thể gây áp lực với các ông được và bây giờ phải làm tất cả những gì có thể làm được để giữ lời hứa." Tiếp tục công việc chống đối với phong trào phản chiến Mỹ, Hưng viết một phiếu trình dài gửi Tổng thống thiệu nêu lên tầm quan trọng của việc phải gây thiện cảm với dư luận và báo chí hoa kỳ sau khi hoa kỳ đã rút hết quân ra khỏi miền nam anh cũng báo động cho thiệu biết rằng sự ủng hộ việt nam cộng hòa ở hoa kỳ đang nhạt dần nhất là khi tù binh mỹ được thả hưng đề nghị lập một phòng thông tin ở washington để trình bày quan điểm của việt nam cộng hòa anh cũng giải thích rằng phần đông người hoa kỳ coi mặt trận giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời của việt cộng như là một phong trào thuần túy miền nam chứ không phải bù nhìn của hà nội đa số người hoa kỳ coi chiến tranh việt nam là một cuộc nội chiến chứ không phải là cuộc xâm lăng từ ngoài vào do đó họ cho giải pháp liên hiệp là giải pháp công bằng nhất để giải quyết những dị biệt của đôi bên hưng lý luận nếu đảng cộng hòa và dân chủ ở mỹ liên hiệp với nhau về một vấn đề chia rẽ nội bộ thì là một điều tốt. Dân chúng Hoa Kỳ không hiểu rằng ở Việt Nam, liên hiệp với Cộng sản là một bản án tử hình. Hưng cũng nhắc thiệu rằng Hồ Chí Minh tuy đã chết từ năm 69, vẫn còn được nhiều người Mỹ coi như là một lãnh tụ quốc gia sau thời hậu chiến, chứ không phải là một lãnh tụ Cộng sản với âm mưu thôn tính Đông Dương. Quan điểm của Mỹ là muốn thấy Việt Nam trở thành một quốc gia theo kiểu Yugoslavia, và Hồ được ví như thống chế Tito của Nam Tư, một lãnh tụ cộng sản có tinh thần độc lập. Ngay sau khi Hồ chết, người ta vẫn cho rằng Bắc Việt sẽ giữ được thế quân bình giữa Nga Xô và Trung Cộng. Hưng cũng nhắc cho Thiệu nhớ rằng, ở Hoa Kỳ công luận là quyền hành của nhân dân, công luận có thể làm thay đổi chính sách quốc gia, ta không thể để dư luận hiểu lầm mãi về vấn đề Việt Nam. Nếu để vậy, kể là mất hết. Thiệu đồng ý, cho hưng lựa chọn nhân viên và địa điểm để thành lập một phòng thông tin của việt nam cộng hòa tại washington và điều hành cơ quan này với hàng phó đại sứ hưng tiến hành chương trình đã định như là thuyết trình và tranh luận với giới đại học và báo chí đưa ra những lập luận bác bỏ những phê bình không có lợi cho việt nam cộng hòa văn phòng này đặt ở roslin virginia trông ra phía sông potomac và đài kỷ niệm blinken ưu tiên số một của hưng lúc bấy giờ là thách thức nhóm phản chiến đang rêu rao rằng chiến tranh việt nam là một cuộc nội chiến và mặt trận giải phóng là phong trào thuần túy việt nam và độc lập đối với bắc việt một tháng sau khi ký hiệp định hưng hay tin ông thiệu sắp sang hoa kỳ để gặp nixon và hưng có dịp gặp ông ta phần thưởng thực sự của thiệu khi bằng lòng ký bản hiệp định là lời hứa của nixon mời thiệu sang san clemente để có dịp công khai công nhận sự hợp thức hóa và cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Lời hứa đã lâu, nhưng Thiệu chính thức được mời vào ngày 3 tháng 4. Thiệu ra chỉ thị cho Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa phải coi chuyến công du này thật quan trọng. Thiệu cử một phái đoàn tiền phong sang Washington để hoạch định chương trình cho ông ở San Clemente và thủ đô Washington. Hàng không Việt Nam phải thuê một chiếc máy Boeing 707 của pan ở american sơn cờ Việt Nam để tăng gia uy tín và chủ quyền quốc gia. Hưng thắc mắc tại sao ông Thiệu lại đi gặp Nixon ở San Clemente thay vì Washington. Quốc khánh phải đến thủ đô, nhưng Thiệu sau khi lưỡng lự đã cho rằng việc gặp được Nixon mới là chính yếu. Khi đại sứ băng cơ đến gặp Thiệu với đề nghị coi San Clemente là nơi thăm viếng chính thức, Thiệu lúc đầu từ chối là nguyên thủ quốc gia ông ta muốn thăm viếng hoa kỳ với đầy đủ nghi lễ quốc khánh chứ không muốn chỉ coi đây là một hội nghị thượng đỉnh hay là cuộc thăm viếng có tính cách riêng tư nghi lễ quốc khánh rất phức tạp tiện nghi ở san clemente không cách gì bằng thủ đô được thiệu sẽ không được đón tiếp trọng thể như là ở washington tuy nhiên đại sứ phượng cũng điều đình để tổng thống thiệu được đón tiếp như một vị quốc khách ở san clemente một hàng dàn danh dự thủy quân lục chiến đón chào khi thiệu tới. Bữa tiệc do Nixon khoản đãi ở tư dinh Casa Pacifica được coi là quốc tiệc, mặc dầu chỉ vỏn vẹn có 12 người tham dự. Lý do đưa ra là không đủ chỗ ngồi. Phái đoàn Việt Nam muốn khoản đãi lại một bữa tiệc ở khách sạn Century Plaza tại LA, nhưng bị từ chối vì lý do an ninh. Thực ra, Kissinger có viết trong hồi ký của ông là trên thực tế họ sợ biểu tình và không đủ số người dự tiệc. Khi ngày thăm viếng gần kề, vụ Watergate vỡ lở lớn hơn. Washington tăng ra bối rối vì phát giác có nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền nhúng tay vào việc che chở cho vụ ăn cắp tài liệu của hội đồng trung ương Đảng dân chủ ở khách sạn Watergate. Ngày 29 tháng 3, Nixon buộc phải bãi bỏ đặc quyền hành pháp cho vụ điều tra này. Tối hôm đó, Nixon lên đài truyền hình ngõ lời đón mừng toán tù binh Mỹ cuối cùng được thả về. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm không còn bóng dáng người lính Mỹ trên giải đất Việt Nam. Vấn đề hơn 2.000 người Mỹ mất tích ở Đông Dương vẫn chưa giải quyết xong. Cùng dịp đó, Nixon khuyến cáo Bắc Việt về những vụ vi phạm nhưng tuyệt nhiên không đả động đến việc trả đũa. Ngày hôm sau, trước khi Nixon rời Washington đi San Clemente. Phát ngôn viên Ziegler công bố danh sách những nhân vật tòa Bạch ốc sẵn sàng cộng tác trong vụ điều tra Watergate nếu được gọi tới. Chuyến công du của Thiệu có thể được ví như một đoạn phim ngừng lại giây lát trước khi những biến cố chính xảy ra. Những xúc động vì cuộc chiến tranh Việt Nam chưa dịu xuống hẳn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn vì vụ Watergate. Chuyến viếng thăm của Thiệu chỉ làm Nixon bối rối thêm. Trong cuốn hồi ký, Nixon chỉ ghi cuộc thăm viếng này vỏn vẹn có 8 dòng, ghi nhận mối quan tâm của Thiệu về những vi phạm trắng trợn của cộng sản. Ông viết: "Tôi chia sẻ hoàn toàn với ông Thiệu về mối lo ngại đó và tôi cam đoan với ông là chúng ta sẽ không tha thứ mọi hành động đe dọa Việt Nam Cộng hòa." Ông ta ngỏ ý biết ơn và tôi biết là ông ta lo ngại vụ Watergate sẽ không cho tôi hành động đắc lực ở ngoại quốc nữa. Lễ đón tiếp thiệu được diễn ra ở trong khu vực biệt lập của tư dinh Casa Pacifica. An ninh được bảo đảm chu toàn vì tư dinh của Nixon cách xa lộ chính và chỉ có một ngã đi vào đã được canh phòng cẩn mật. Hai giờ đồng hồ sau khi thiệu đến San Clemente, Ziegler và Haldeman nói với nhã là sẽ không có bản tuyên cáo chung giữa Thiệu và Nixon. Nhã nói lại cho Thiệu biết, ông nổi giận. Họ đối xử với đồng minh như vậy hả? Nói với họ, Moa sẵn sàng trở về Sài Gòn và chuẩn bị phi cơ đi. Kissinger được thông báo về vụ đổ bể này và quả quyết với Nhã đó chỉ là sự hiểu lầm, sẽ có bản tuyên cáo chung. Ngay buổi chiều hôm Thiệu tới, Nixon mở buổi tiếp tân quanh hồ bơi tại Tư Dinh khi khách tới đông đủ, Kissinger nhìn thấy Nhã, kéo Nhã ra một bên để nói chuyện. Sau lời chào hỏi, nụ cười của Kissinger biến mất trên môi, nhìn thẳng vào mắt Nhã và nói, Quá khứ đã ở sau lưng chúng ta. Tôi thấy việc, trong việc điều đình với Bắc Việt, tôi đi quá nhanh, và đó là một sự nhầm lẫn. Nhã ngạc nhiên vì lời nói mềm dẻo của Kissinger sau nhiều lần gặp gỡ gay go ở Sài Gòn. Nhã trả lời, Tôi có thể có một số tiền lớn lao nếu tôi tiết lộ cho báo chí biết rằng Kissinger đã làm lỗi lầm hồi tháng 10 năm ngoái. Kissinger cười lớn, tôi biết là ông sẽ không làm như vậy. Kissinger có vẻ đã thay đổi, tất cả những vẻ ác cảm phẫn nộ trong những lần họp ở Sài Gòn hồi tháng 10 năm ngoái hình như đã biến mất. Ông Thiệu đã chịu ký vào bản hiệp định và bây giờ Kissinger chỉ muốn buổi họp giữa Nixon và Thiệu được êm đẹp. Trong buổi tiếp tân, Thiệu và Ngoại trưởng William Roger đang trò chuyện thì Kissinger đến. Roger nói đùa, bây giờ thì bản hiệp định đã ký rồi, anh Henry có thể lại hôn một người đàn bà nổi tiếng nữa ở Paris, là bà Bình đó. Roger muốn nói đến Nguyễn Thị Bình, người đàn bà ngoại trưởng ương ngạnh của chính phủ cách mạng lâm thời Việt Cộng. Kissinger biến sắc mặt, lặng lặng quay đi. Trong bữa cơm chiều, Ông Thiệu cố nhá miếng bít tết dày cộm khó tiêu, nhưng cũng cố ăn hết để khỏi phụ lòng chủ nhân. Về sau này, Thiệu nghe được chuyện Nixon bị báo chí chỉ trích vì đãi Thiệu bít tết trong khi giá thịt bò leo thang. Thiệu phàn nàn riêng với những người thân cận về bữa ăn và nói rằng ông ta muốn ăn cá chứ đâu muốn ăn thịt mà rồi còn bị chỉ trích. Tuy nhiên, phái đoàn tiên phong của Sài Gòn đã không được hỏi ý kiến trước về thực đơn trong bữa tiệc về sau có câu chuyện khôi hài đen về bữa ăn này là Nixon vừa mới ra lệnh không cho lên giá thịt thì lại bắt Thiệu ăn một bữa cơm thịt tắt tiền mà không đếm xỉa gì đến khẩu vị của ông này cả. Một lần nữa, chứng tỏ người Hoa Kỳ muốn làm gì thì cứ làm. Đây là câu chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng làm cho Thiệu phiền lòng không ít. Trong những buổi họp riêng, Nixon nhắc lại những lời cam kết trong thư và hứa hẹn về phản ứng của Hoa Kỳ một bản hiệp định bị vi phạm. Ông cựu đại sứ Bùi Diễm, người có mặt ở San Clemente, có nhớ lại lời nói của Nixon hồi đó. Bản tuyên cáo chung sau lần họp này nhấn mạnh đến viện trợ của Hoa Kỳ và phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa và chỉ nói là sẽ phản ứng mạnh mẽ chống vi phạm đình chiến. Chữ phản ứng reaction có thể hiểu là phản ứng ngoại giao bằng lời nói vân vân. Nixon đã không nhắc đến một cách công khai những lời lẽ đã viết trong hai lá thư ngày 14 tháng 1 72 và 5 tháng riêng 73, cam kết Hoa Kỳ sẽ mang toàn lực trả đũa một cách mau lẹ và ác liệt. Thiệu không hiểu nổi tầm quan trọng của vụ Watergate vì ông ta cho rằng đó là những vấn đề nhỏ nhoi không thể vì đó mà Nixon từ chức được. Thiệu tuy lo ngại nhưng vẫn tin tưởng ông ta kể như sau lẽ dĩ nhiên là ông nixon có lời cam kết với tôi và có tuyên cáo chung nhưng trong buổi họp ông ta có vẻ lo ngại và lơ là tôi cho là vị tổng thống hoa kỳ có toàn quyền sử dụng không lực để làm tròn những cam kết của hoa kỳ đó là điều tối thiểu tôi yêu cầu và là điều dễ làm nhất cho nixon luật quyền lâm chiến là cấm dội bom mãi sau này mới có nếu nó có trước thì tôi đã nghi ngờ lời hứa hẹn của Nixon. Tôi chỉ yêu cầu những điều tối thiểu chứ không đòi hỏi Hoa Kỳ phải dội bom nguyên tử xuống Hà Nội. Điểm đặc biệt của lần viếng thăm này là buổi tiếp tân của Ronald Reagan thống đốc California ở khách sạn Beverly Wilshire. Ông Thiệu tiếp đãi Reagan nồng hậu khi ông này thăm biến Sài Gòn. Ông Thiệu tặng Reagan một cái ngà voi và nói đùa với Reagan là một ngày nào đó, Reagan sẽ lên voi. Mặc dù hồi đó Thiệu không ngờ Reagan có thể lên nắm ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Nixon và Kissinger có vẻ mập mờ và ngượng ngập, còn Reagan thì vồn vã và thẳng thắn. Thiệu nhớ lại, tôi cảm thấy ông ta thành thật và có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Buổi tiệc hôm đó, có mặt hai tài tử, Zaza Gabor và John Way. John Way có cảm tình ngay với Thiệu, và cố làm cho ông này dễ chịu mặc dầu biểu tình phản chiến ở ngay trước cửa khách sạn. John Way vừa nói đùa với ông Thiệu vừa lấy tay làm cử chỉ như người nắm lấy hai tên biểu tình, dơ cao lên và đập đầu vào nhau. Ông có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ tóm cổ tụi nó và xách đi như ở trong phim cine vậy. Sau buổi họp, Thiệu nhắc lại những lời hứa hẹn của Nixon với những cố vấn thân cận. Ông nhắc lại lời hứa của Nixon và nói, họ sẽ bay từ ngã thái lan qua và tấn công cộng sản mặc dầu những hứa hẹn về bề ngoài có vẻ đoàn kết bản tuyên cáo chung của nixon và thiệu vẫn có vẻ bối rối nhã hồi tưởng lại chúng tôi phải chiến đấu từng gang tất cho bản tuyên cáo này john holrick thuộc bộ tham mưu hội đồng cố vấn an ninh và hr Haldeman cố gắng thuyết phục việt nam cộng hòa một vài chi tiết về việc viện trợ kinh tế họ cho rằng tổng thống hoa kỳ không thể đặt quốc hội trước những việc đã rồi được nhưng bên phía việt nam cộng hòa muốn nixon phải hứa hẹn trước cuối cùng còn vài phút trước khi trình bày với báo chí phía hoa kỳ nhượng bộ đến giờ ông thiệu khởi hành đi washington nixon đưa tiễn ra sân bay trực thăng để ra phi trường thiệu nhớ lại hôm đó hồn vía nixon như để ở đâu đâu trực thăng vừa cất cánh nixon đã quay gót trở lại và vội vã đi vào nhà Thiệu nhớ lại những lần trước gặp Nixon ở Sài Gòn, năm 69 hoặc ở Midway, lễ nghi tiễn biệt dài lê thê. Trên máy bay đi Washington, Thiệu có vẻ hài lòng về cuộc thăm viếng San Clemente. Lộ vẻ vui mừng nhất là khi trưởng ban nghi lễ Henry Cato rót sâm banh và tặng bánh sinh nhật cho Thiệu. Thiệu được Phó Tổng thống Agnew đón tiếp ở phi trường Andrew chỉ có một nhân viên chính phủ là tổng trưởng lao động tháp tùng, énu Ai cũng tìm cớ thoái thác. Kissinger mô tả buổi thăm biến của Thiệu như sau. Buổi lễ chẳng có gì đáng hãnh diện cả. Đó là một kinh nghiệm thật sượng sùng. Thiệu được mời ngụ tại Blair House, tòa đại sứ Việt Nam, mở tiếp tân trọng thể ở Washington Hilton. Tổng trưởng tài chánh Hà Xuân Trừng trình bày những vấn đề kinh tế cho Hưng nghe Thiệu có mang theo một mớ những bài nghiên cứu và mô thức kinh tế để chứng tỏ rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng sẵn sàng tổ chức thiết kế những chương trình kinh tế, cải cách thuế khóa, xuất cảng lao động vân vân. Dự phóng đến 1980 sẽ tiết giảm viện trợ kinh tế Hoa Kỳ xuống 100 triệu mỗi năm. Hưng cảm thấy khích lệ về những chương trình này và tự hỏi biết đâu hội nghị San Clemente chẳng mở đầu cho một kỷ nguyên mới hưng nóng lòng gặp thiệu để dò phản ứng về buổi gặp gỡ với nixon anh gặp thiệu trong buổi tiếp tân của tòa đại sứ thiệu đón tiếp vồn vã và nói muốn gặp hưng nhưng anh đợi mãi không thấy có điện thoại cho đến ngày cuối cùng vẫn không nhận được tin tức gì hưng tỉnh dậy lúc nửa đêm nghĩ rằng có lẽ ông tổng thống quá bận không tiếp được mình và hôm sau ông đã phải lên đường trở về nước sáng hôm sau hưng dậy chạy bộ như thường lệ 7 giờ rưỡi sáng, sau bữa điểm tâm, anh mang con đi gửi trước khi đi làm. Ra tới xe anh lại quên chìa khóa, lúc chạy vô nhà lấy chìa khóa thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Người sĩ quan tùy viên của ông Thiệu nói, tổng thống muốn gặp ông lúc 7 giờ 45 tại Blair House. Các bạn vừa nghe xong phần 17, Thiên Hoàng sẽ gặp lại các bạn trong phần 18.